Trận này chơi theo kiểu mà lên ba người đều lên võ thánh đó không? Chơi không? Thăm dò anh em, thăm dò anh em. Ok luôn. Ok luôn, dưới đây không có ai nhỉ? Bên trái mình không có ai á. Bên trái không có ai nha. Trong bắn. Ok luôn. Ok luôn, bị giống như em. Hít nó, không cho nó sống. Bắn nó. Hít nó. Châu phải nồi, phải cái nồi. Phải cái nồi, phải cái nồi. Còn tàn kiếm Gami nha. Má ơi, nó châu ghê. 7 giây nữa có cái vòng nha. Rồi rồi, quá chơi luôn. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong, cause we don't belong in getting high enough. We're invincible. Tôi bị hơi lắc nha. Ok, để tôi không nhờ được chưa. Dưới có Thiếu Lâm, Thiếu Yên nha. Hết bơm máu rồi nha, cẩn thận. Rồi, chết thì giao nha. Lên 5 không? Ở dưới mới lên thăm dò kìa. Này thì thăm cái này dò. Ôi trời. Qua 8 luôn rồi anh em. What the hell.
Ôi 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 nó ơi 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 ok, chạy đâu về mất tích rồi. Ơi. Ôi ông kia ông chạy về mất tích luôn. Vãi thiệt. Vãi thì nó giật giật sao ấy. Ông đầu qua ông chạy về chi sớm vậy ông, tôi còn bếp máu mà. Thằng kia nó bể cái trứng rồi, nên là mình qua hốt nó được. Ông để tôi bút máu là ông đứng bắn trứng nó rồi. Rồi không ai bính phụ luôn á, mà tôi bị lắc nữa. Tôi lúc đó tôi chạy theo ông đầu qua mà tôi bị kẹt ở trong á, cái tôi như quay qua tôi cứu cái ông mà không được, nó chơi ông giật ông cái chết luôn. Ông mới giết ông Henry á cô. Henry Đoàn Thị. Hello Henry nha, mình mới gặp nhau Henry ơi. Đoàn Thị Thiên Dương mới gặp Gummy với lại Đào Hoa ở khu số 8, đồng thể bị hấp diêm. Biểu tham cậu tự làm cái gì không biết nữa, xàm đi. Ơi, ông team gì? Mình chia ra đi, quét hết tụi nó đi, tôi với ông là chơi cái vòng cuối luôn. Tôi các bạn Thanh Phương ơi, đây. Rồi vậy hai ông lên ở trên đi, tôi ở bên dưới cho. Hai ông ở khu trên đi. Rồi tôi từ khu dưới trở lên ở giữa rồi xuống dưới luôn. Ông Henry ông cầm đồn thị ông tham quá. Tôi có đà cái bàn nha, cạnh. Ông xuống đi. Ồ, mấy ông là khu ở trên đi nha, tôi ở dưới chờ. Để vòng cuối này không quýnh nhau nha. Tôi là Ngammy với Đào Hoa. Đi vô anh em đi. Tôi Ngammy Đào Hoa nha. Rồi sẵn có luôn. Má ơi bên giờ mất luôn rồi, không có cục nào. Cái bang à, Thiên Dương chết rồi. Ôi, sao chết lẹ vậy? Trời tiếc quá. Tôi chạy từ khu 8 chạy xuống bên dưới nha. Tôi không chạy lên trên đâu. Ông cẩn thận, Đào Hoa bên tôi bắn á. Đào Hoa người nước ngoài. Biển cung lôn thấp chim. Anh bạn, đứng yên.
ở bên khu 2 có cái bàn với con lôn à. Ok ok, né nó ra đi. Tôi đang đứng ở 5 nha, chuẩn bị qua 6. Tôi ăn bên 6 rồi. Ok ok. Cẩn thận nó úp nha, cẩn thận. Chơi tâm ma bốn ngự hay sao vậy? Ông chạy đi, tôi qua đó. Làm cái tim bóp chơi tụi đó. Nó núp ở kẹt rồi, coi chừng cái team hồi nãy ông nói à. Ôi, có thằng ngũ độc nó một nào mây, nó đang đánh con thủ lĩnh nè. Nó mất cái thuẫn rồi. Ở ba, nó ở ba, tem con lôn. Con lôn với cái bàn ở ba gần chết, ủ má. Có cục hồi sinh luôn. Để chiêu lại qua ba anh em. Nó hết kêu rồi, lên up nó đi. Nó ở ba. Đánh vậy mà con lôn không chết ha. Năm trăm mấy lượt chiến rồi mà có bột kích mà tôi xả con lôn không chết. Ghê đi. Trời ơi, bởi rồi, bởi rồi. Rồi xong, kiểu này chết hết. Còn cùng luôn cái bang thì căng à. Căng phép đây anh em. Trời, phải chi ông còn sống là tụi ông team up là hốt tụi nó trước. Hay là còn khúc cuối là tụi mình chê cho vui. Cùng lông các bạn, chạy, cùng lông các bạn, chạy anh ơi, chạy. Nó bắt mình là ngáo đá luôn á anh em. Ăn được cái team con lôn với các bạn đó chưa? Chưa, nhưng mà tụi con hồi sinh.
Thử, từ từ. Chơi chơi, nó đang bên bẫy. Lên 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 lên. Hộp nó, hộp nó anh em ơi, hộp nó. Hộp nó đi, trời ơi, tôi đang búp máu cho ông kìa, ông ơi, ông giết nó kìa. Ông không giết nó, ông cứ làm cái gì vậy, ông nội. Vãi cái nồi, ông nội. Đừng để chết nha anh em. Đây. Má ơi, đầu qua bên mình nó giết 16 mạng rồi đó cô, ok nữa. Từ từ từ, cái tem đó nó ít di chuyển lắm. Nó ở khu nào, nó ở một chỗ à, tem nó ít di chuyển lắm, coi từ từ đi. Go, 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 go. Này nè, lục nó. Buông nó. Giết nó. Bắn nó, đúng rồi, bắn rồi. Bắn, 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 bắn anh em. Ê, chết này. Mày, mày, mày. Mày hả con. Hay lắm bữa nay. Này thì trả với lại anh Đào, này thì trả với lại anh Đào. Rồi giấy luôn, không cho nó để trấn Win rồi. Rồi Win này, Win này. Ok ok, ok ok. Go go go. Bây giờ em có chết em cũng hoàn mỹ nữa cô ơi. Rồi không mấy chết đi làm cái nội dung mới cho anh em xem. Còn tiêu dao. Còn con tiêu dao Y Thiên. Mày nha, mày nha, tiêu dao đi lẻ nha. Ăn ảo tượng đi, để nó mở ảo tượng nó xanh cẩn thận á. Go 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 boy 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 no boy no boy no boy no boy. Pa 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 pa. Nó đang ở trên đó nha. Ok. Feel me slowly fade away.
We can win. Có quay clip không vậy cô ơi? Có anh em. Đâu qua chạy vòng vòng kiếm cả bộ kích nữa. Rồi vậy là ngon rồi. Tôi còn cái hồi sinh đó mà. À quên ha, mình quên mình tặng cho anh này. Ôi, bạn hết tặng cho anh đi. Win. Trời ơi, trận này livestream là có kèo quên tèo rồi cô. Như thằng Hàn Quốc nào cầm đầu qua đánh cũng hiểu ấy lắm vậy. Đúng rồi, nãy giờ đang nói tiếng Anh đó nè. Và nó không có trả lời. Ồ, cha nội cầm đầu qua không hay ghê á. Nó giết 18 mạng rồi đó. Ôi, chứ bét con lồn chết mất tiêu à. Ai, bãi chết Adam. Be care. Hồi nãy vừa mới đầu vô là ông con luôn cả ở khu 4 phải không? Ăn cái bất tử chạy lên khu 3 phá phải không? Rồi, nó bứt lóc rồi. Thôi chết đi em ơi, em không biết chết là gì hả em? Tôi sẽ nhường cho bạn đào hoa. Cái đào hoa bắn cho nó rụng chân đi. Trời ơi, trận gì đâu mà vãi nồi anh đào hoa. Rồi ok anh em ơi, cuối cùng thì mình cũng đã vô địch. Ban đầu định team up với cái anh Tokuda, tại vì ông trúng máu mình luôn. Chia ra hai phe có gàng trong mạng cái tự nhiên ông chết ngắt vãi nồi.